Ăn bù lá bù liếu đang ngắm trời đi, đang ngắm cái dải ánh sáng ở đây thì lại đi vắn mình. Đâu? À, cái đấy là cái gì? Nữa kìa. Đâu vậy? Ra luôn đi, đây có xe đây rồi. Nào, nước đây. Không có thể vào lâu nhỉ. Ê, hoa mát này, hoa đẹp vậy. Mini này ai bán không? Mình bán luôn. Không biết là chưa. Rồi. Có vẻ như là thính nó thả chỗ mình ấy. Đâu rồi, máy bay đâu rồi? Đây, tận đằng này cơ. Chả thấy gì. Đi lên qua đường đi. Ai bắt kìa. Đấy. Trời ơi, mọi người không biết là nãy giờ Hồng toàn tự kỷ và tự tự nói một mình thôi à. Thề luôn. Toàn tự nói, bảo sao không mọi người không thấy nói gì cả, trời ơi. Xong rồi em phát hiện ra em bị mất mic. Đang bắn ở server Bắc Mỹ nhá, cho nó dễ. Ở đây toàn tay bé. Mà em còn chưa nút được cái gì luôn. Chưa kịp nút thì mọi người đã đi hết rồi. Giáp 2 trên này em ơi. Chưa kịp lúc. I got supplies. Đi sang khu mới này mà nút này. Mua hai bên này luôn này. Đạn đóm còn chưa có gì, máu me cũng chưa có. Em Mà sang nó cho em mất mic thầy. bên đây đi. Ồ, à trăm ba, quên mất. Khu mình là cảm giác hoa đẹp luôn I got supplies. á. Anh bấm phong thủy để anh đi nhảy đi. Ê, Trinh không biết đâu. Nãy giờ toàn cứ nói chuyện một mình, nào là cứ gọi Trinh ơi, rồi lại gọi An ơi, rồi nói chuyện với anh Hùng. Mà bảo chứ quái là mấy người này không thể trả lời cơ. Thề. Như như có Cảm như giác cấp bị 6 bỏ cấp 4 rơi này ai lấy không? Như cấp 6 cấp 4 này. Anh có à, đủ cho ta chơi cấp không? 6 đi. Hồng không lấy đâu. Hồng có rồi. À, có 4 cho Hồng nhặt tạm cái. Đây. Nè 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 không. Nhặt làm nhiệm Đó, vụ cấp đúng 3 không? cấp 6. Nhặt làm nhiệm vụ đúng Dạ không? Còn đây. loot, Rồi còn tự Hồng có loot cấp rồi không? 3 luôn. Hồng có rồi, Hồng có rồi. Ủa. Anh có sniper chưa anh Hùng? Có mini đây. À em có giảm vật nè. Thấy không? Có, Này có giảm thanh này. mấy có flash thôi. Đâu. Giảm thanh này. Cái gì cũng tấn cho anh thế, làm sao mà anh dùng được. Tí nữa lại bắn, tí nữa lại bắn, đang quay đang mèo. Chưa có bằng đạn nữa. Em có thắc mắc nè, nhìn lên thử coi em muốn biết. Ôi mặt căng đẹp quá không? Thính nó Trời ơi, em có xả súng nó thính không đẹp này. chớp không? Ai lấy súng thính không? Bắn luôn đi Bắn em. luôn đi. Bắn, bắn, bắn đi bạn. Ok, giờ bán đại. Có tiếng chân địch nhá. À, đợi xíu bot. Bot Có bắn mình, đợi xíu, bắn chết bot đã. Bot đâu? tiếng súng ở hướng ấy nhỉ.
súng ở bên kia nhá. Em nghĩ là không phải boss. Ừ, cái tiếng súng ấy là người đấy. Boss. Rồi mình bắn súng thánh đây. Hết hồn. Các bạn hãy xem đi. Một, hai, ba, bắn. Rồi, chạy đây. Đấy, bắn súng này có phải gọi là... Bật sợ được súng này là thứ súng hiện định. Ngay đây này. Ngay đây, trời ơi. Ngay đây kém cho tôi chứ. Ngay đây. Trời ơi, bỏ tôi một mình vậy. Tôi ra nè. Sao máy bay chưa tới? Tôi bắn tiến chuẩn rồi cơ mà. Nó giữa bon, chắc là nó phải qua một đoạn đường dài. Ơ nhưng mà công nhận sao trận này mình nắm boss thế nhỉ? Ê Thính ơi, có mình bắn ngoài sân mà ta. Đúng rồi, ngoài sân này. Ơ, nó quên rồi. Quên cái gì? Tình hình này quên thả Thính rồi. À kia rồi. Quên nó sao được. Thả Thính là nhiệm vụ của máy bay. Tôi bước cái súng Thính đi đã. Nặng, ba lô. Đó. Có tiếng chân nhá. Bot. Trời ơi, con nào nó bắn nghe. Cách như vậy là còn bắn bắt được. Vừa nó có thể nhắn một tin nhắn thôi đó. Thỉnh đừng nói đó. Nó lên nóc nhà chứ. Tôi bắn ngoài cỏ mà. Trời ơi, không có tích tác gì. Thỉnh như mày đâu cơ? Ở trên này. Đâu? Đang xuống á. À ừ đây. Ôn. Trên nóc nhà. Ơ điệu. Rồi sao? Hay quá. Trinh ơi, cho Hồng xin ít đạn xanh. Nè. Bộ đồ cỏ kìa. Trời ơi. Bao nhiêu viên? MK14 này, AUG này. Trời. MK14 ai bán không? Ờ có. Có, Hồng bán rồi. Có dép dép ba luôn kìa. Dép ba này. Nhanh dép di chuyển. Không có rồi. Nhanh rồi di chuyển. Ba lô ba luôn. Dép ba, ba lô ba. Bên này, dép ba bên này. Đó. Ba lô ba đâu? Ba lô ba ở trong. Dép ba này. Anh không lấy rồi. Đâu, anh lấy cái gì? Anh chưa đút cái gì? Ba lô ba. Ba lô ba chưa, vẫn đang đeo ba lô hai. Ai lấy rồi ấy. Pin nữa hả? Ê, máy bay nữa kìa. Sang khu nhà trước đây. Đi cẩn thận nhé. Này, cho ai bộ đồ cỏ này. Sao không thích bộ đồ cỏ đâu nhé. Trời đó vậy em không có nhìn thấy được. Vẫn nhìn được gần thì vẫn nhìn thấy. Không nhìn xa. Đang cam đường bay của nó mà sao không thể thấy người ta. Có xe. Không thấy. Xe đó. Có xe. Bảo di chuyển sang bên đây đi. Chạy ngay sang đây đi. Xe ở hướng nào ấy? Trinh ơi. Nó xe này qua lời Thính đó. Qua đây đi, bỏ đi, bỏ. Bỏ đi. Trinh ơi, qua đi, Trinh ơi. Chạy tránh cái... Cam ra đi, cam ra đi. Tránh cái góc nhìn của cái quả Thính nha. Không được đâu, nó là sát rồi. Đó, nó ở trong quả Thính ấy. Xe xuống đó, đi, vào nhà. Nó vào trong nhà. Đi xuống nhà. Đi em cam cho. Ok. Đi em cam cho. Em bắn dụ cho. Rồi đi vô đi, bỏ đi. Không biết có thằng à. Vào nhà cao chúng mình luôn. Cái chỗ đó đây mình vẫn đang ở trong bo mà. Ông ơi có máu chưa nào? Trời ơi, nãy ông biết đổ miệng máu luôn. I got máu không vậy? Nó đâu vậy em? I got supplies. Không, hình như là con bot. Máu hút nhà này quá trời nè. Ơ à, tôi chưa có bịt máu chai nước nào luôn.
Nghèo dễ sợ Trời ơi, luôn á. lạnh lắm đấy bà. Đi vô nhà tôi đây nè, vô nhà đây nè. Ok. Đây À, Phúc Thính trước mặt Thank mình. you. Phúc Thính trước mặt mình. Tôi ở đây nhá. Mình đang ở trong bo, không cần phải đi đâu Không, đâu. em tôi lên trên đồi tôi I got hồ, tại vì trên đấy supplies. nhiều cỏ. Trong nhà này này. Để tôi xem, nhỡ đâu có người công nhà sao? Get in the car. Trong nhà cao rồi nè. Nó lên xe nó đi rồi. Rồi. Trên này nút đẹp quá. Chữ bo lên chứ. Xe nó chạy sang hướng ấy nhá. Xe nó chạy sang hướng E nhá. Có một thằng Hai à. thằng, hai thằng. Nãy tôi nói mà có thằng. Hai thằng, hai thằng. Một thằng bộ màu xanh mà Xe đến, của xe đến, đó, xe đến, đó xe đến, đến. đây 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 Xe đến. hướng bao nhiêu, hướng bao nhiêu á? Đây đây. Đây đây, vô đây kìa. Con con. Còn một thằng nữa nhé, cẩn thận nhé. Đấy đúng rồi, xong Ok. rồi. Còn một thằng nữa Còn chứ. đúng. Còn một thằng nữa nhé, từ từ Không, nhé. ý là thằng đó chạy theo một mình, nhưng mà nó mới nóc với anh. Nóc rồi, rồi rồi anh vừa nóc cho em kêu rồi đó. Là thằng này tim nó đi lẻ tim á. Ê, nó chả có gì cả. Ôi. Thế Nó mà nghèo lắm. nhưng mà còn một thằng ba lô ba nữa cơ mà nhỉ. Còn một thằng có ba lô ba cơ mà. 6x đây. Ừ. Anh vô bụi tiếp đây. Tỉnh đâu trời. Tôi bay ầm ầm mà. Ủa cái Đúng này là trời tối hết cả, không có sáng luôn hả? rồi. Ừ. Không, này chế độ moonlight. Ánh trăng á, trăng rằm á. Thấy mặt trăng trắng chưa mà. Nãy nãy nhìn nó trăng đâu nhỉ? Đây này. Thấy rồi, hướng hướng 95 á. Có địch Ê, à? có tiếng súng kìa. Giảm thanh nhá. Diễm Thanh nhá. À, thấy rồi. Một em, từ từ. Nó đang keo qua bên này nhá. Đâu ấy? Hướng một Ở hướng S kia. á. Trong nhà, tại vì em soi cốc 6. Bắn xa quá. Cái thằng Từ mà từ. thằng hình như là cái thằng chính là cái thằng mà lúc nãy mình gọi Đúng, đồng đội của đồng thằng kia đội đấy, đấy. đồng đội đấy, đúng rồi đấy. Thằng kia báo là ở chỗ này có một tem nên nó lại biết. Có nhờ, một thằng nha. Nó chui vô nhà rồi. Một linh một bao nhiêu nhỉ? Cái khu lúc nãy mình Một bắn hình bốn đúng mươi. không? Ừ đúng rồi, nãy khu ngay chỗ như mình bắn thấy luôn á. Là bắn ca dạng thanh á. Nhưng mà Ở đi đâu rồi đâu rồi ta? ta? Cái nhà này nó khó nhìn quá. Nhà này không biết là trên Tối tầng nữa. thế kia. Mình lên công không? Tí nữa nó phải vào đây thôi mà. Đúng rồi, bo hình như đây á. Chưa nhìn thấy nó đâu. Thì nó chạy chạy ở đây sao? Mọi người vẫn nghe thấy Hồng nói chứ? Vẫn nghe. Nghe thấy. Phải hỏi lại. Nào, hộp thính. Sau nhá.
sau á. Tổng 340 dính hai viên rồi đấy. Nó dính hai viên rồi. Rồi, có đứa bằng em. Có đứa ở đâu cơ? Sao? Số hướng 340 kìa. Em chạy với mọi người đấy, có đứa trong nhà em à. Chạy đi. Cam thằng này. Đây hè dễ sợ. Cam bằng được thằng này thôi. Nó ăn hai viên rồi. Ai dạ? Nhưng mà có một thằng ở trên nhà cao nha. Mọi người nhớ nha. Ăn thêm viên nữa đấy. Đau lắm rồi đấy. Thò ra. Mày thòi ra. Thòi ra đi. Mình chữa bò luôn. Mình sữa bò luôn. Thằng này nó cứ thòi ra, em bắn cho nó một viên nó lại thụt vào. Có một tem đằng sau, trời ơi, cam mã mẹ trả thầy nó tới. Bò chỗ mình lẫn cho nó, cam phía đằng sau này đi. Cam cái phía đồi đi. Nó giữa bò luôn nhá. Thằng kia thấy, giữa, thấy, giữa bò thấy luôn. Rơi ngay cạnh này. Lại chuẩn bị cam thí nhá. Cảm thính nhá. Có bao nhiêu vậy? Ai ra? Trời ơi, tối chẳng thấy thính đâu. Nó anh bắn... thấy rồi, trời ơi, trời ơi, chỗ này kèm thính bao đẹp. Nó bắn anh. Hồng ơi. Thằng này bắn ai ấy? Nó bắn anh. Nó chui. Em không nhìn thấy nó. Nó ở đâu đấy? Nó không thòi ra, em chịu. Đây này. Có ai một lúc thấy nhau. Nó sao nó bắn được anh nhỉ? Có ai một lúc thấy nhau. Không, không. Bỏ đi. Có thằng hướng 295 đang chuẩn bị bắt mình á. Tính luôn á. Nó bắn đấy, nó bắn đấy. Ngất à? Trong nhà để mình. Chỗ thính có mấy thằng nhá. Đâu rồi, nó khoe rồi. Đâu rồi. Xong rồi. Thằng bắn kêu quá. Có một thằng à. Nó băng bào này. Một thằng ở viên đá trên nhá. Một thằng ở viên đá đây này. Rồi, ok, chết. Một thằng ở viên đá trên đây này. Nó bắn ở đâu vậy? Rồi. Canh anh ở trên đấy. Anh Hùng có một sáu nhà xe á anh. Ừ. Anh sáu nhà xe có một thằng, hình như nó đi một team luôn. Cái thằng đóng ca, nghe đang có chơi bộ đồ tuyết nè. Này có bộ đồ tuyết nè. Đấy trước thằng này có bộ đồ tuyết nè. Anh em hướng chỗ năm ở trên tảng đá. Bốn người hào không bắn được. Bị lộ vị trí rồi. Lách mày không chạy bò đấy. Hết đạn xanh mất rồi. Nó bắn nét mũ rồi. Chén. Có thằng đi gần nữa không? Thôi có ai ra lút lút xác nó ra lấy đạn xanh này, tôi kêu vờ cho. Thôi. Tí nó xuống đến này ạ. Ở phía trên đồi trên này có một thằng đấy nhá. Để ý nhá, cẩn thận nhá. Ừ, có thằng đồ tuyết á. Bộ đồ tuyết nữa. Nó đi sau cái viên đá đấy. Chê, bộ đồ tuyết đâu rồi? Nó bò thì không thấy đâu ấy. Lấp. Anh bán ai vậy? Cái thằng chỗ Trinh chết. Ông tay gái em. Một lần bà. Bộ đồ tuyết chạy đi nè. Có tí chạy này. Em sao lưng lấy tuyết ba mới đó.
Một đội tuyết ở bờ bờ rào sao ấy? Bờ tường sao ấy anh ạ? Hả? Trời ơi, em không nghe tiếng chân nha anh. Không. Không nghe được luôn á. Ờ, trên nói nãy giờ, trên nói là sau lưng bên tay phải. Thấy đó rồi. Tại vì đang bị chuyện này. Ngồi ngồi xuống thằng ca kia nó bắn đấy. Cho anh xin viên đạn xanh. Ê chơi đi tôi bạn xíu nha. Ok ok. Bye bye. Có một thằng nữa ở ngay nhà bên cạnh hướng 2225 này này. Bên cạnh nhà xe hướng 70 cũng có luôn. Nhà xe thằng nhích em đúng đây không? Này, thằng áo cỏ này. Xa quá à? Bo bo 8 giây nữa bo rút. Nó kìa nó chạy kìa anh Hùng, anh Hùng, anh Hùng, anh Hùng. Ừ, anh thấy rồi. Rồi xong hai thằng. Hay quá. Thằng ca nó bắn đấy, thằng ca nó bắn đấy, thằng ca nó bắn đấy. Bo rút. Trời ơi, còn chưa kịp nhặt đã xanh. Thằng ca đông bờ. Ca đông bờ. Bên đây còn thằng nữa. Mình cũng trong bờ. Chưa. Còn hai thằng nữa, một thằng ca bên kia với thằng nào nữa nhỉ? 14 nhát nữa. Trời ơi. Nhìn qua Hồng, y chang là bị lẫn vô tuyết luôn, không ra luôn á. Khó rồi. Hồng ở đó đi Hồng. Thấy do thấy cây súng với cái chảo á. Không thì Hồng bắn một cây thôi, nhìn y chang, nhìn không ra luôn. Em cứ ở đấy nha, bình tĩnh nha. Tính chân chỗ em á. À thế à? Rồi. Để anh móc. Em cứ ở đấy nha, đừng bắn nhá. Đừng để lộ. Để đưa Hồng. Hai thằng tiên bẻ à, tôi nhìn. Trời ơi, đã bảo đừng để lộ. Trời ơi, đang cầm quả bom. Nó ở đâu đấy? Nó ở cái góc bờ góc nhà. Góc nhà gần đấy à? Nó lại chạy lại cho em này. Nó đang chạy lại cho em này. Nhìn nhá. Bỏ đi, bỏ đi. Bỏ lại đấy. Đấy. Thẳng hướng em này. Cứ bảo em lại cứu. Cứ bảo đi kệ đó. Nó vô nhà. Nó kéo qua kìa. Ôi giời, đúng lúc chết. Chán thế. Đã cứu rồi. Còn thằng nữa đâu ấy nhỉ? Thằng nữa chắc đang cầm một nồi máu. Sau đó ngồi quấn kịch liệt ngoài bo. Không nghe tiếng dừng luôn á anh. Lấy tấm 1 rồi, mình đi chết to. Nó đâu ấy nhỉ? Còn đâu kìa. Hay là lại cái tình trạng là vào xong nó bo chết rồi rồi là mình top 2. Anh, game này có một bình đạn nữa rồi. Bo cuối còn 5 đứa, 4 team á, kiếm một thằng kiếm hoài không ra luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Bo chết. Bốn đứa kia được có 2. Như kiểu là nó độn thổ ấy.
Anh bơm nước bơm máu vô anh, nước cái máu chơi nó luôn. Chơi dữ. Ok, lúc trước ok. Ui tổ ơi, mình chạy vậy mà nó không bắn mình. Thằng nhát thế.